trồng vô lấy keo kéo ra dán vô là nguyên tên giống như bầy này. Hello, hello. Lên thì mình vô đi lấy vào đây, đi này đi lấy vào đây. Đặt cái tủ điều ở chỗ đây là nó rồi. Rồi, chào các tình yêu ơi. Buồn ghê luôn mấy bà. Buồn trầm trọng. Kiểu này chắc phải mua thuốc nam y uống á. Thì mở máy mình lên coi rõ chưa anh? Rồi, vào chia sẻ live stream giùm em đi nha. Tất cả các tình yêu ơi, có thấy em không? Bán ế quá ế. Chán ơi là chán. Chán như con gián. Rồi, chia sẻ live stream giùm em đi cả nhà ơi. Ai đang xem live chấm bài chia sẻ nha. Chia sẻ nha. Rồi, bây giờ em bắt đầu. Tri Ân. Quần đầu like với giá 9.000. Bóc 10 cái đi Oanh. Chia sẻ livestream đi. Các tình yêu ơi. Các tình yêu à. Rồi ai chia sẻ livestream mua hàng đầu like với giá 9.000. Quần jean nha cả nhà nhé. Thấy Văn Nguyên. À chỉnh lên đi mày. 10 cái. Thấy Tôn Văn, thấy Gia Linh Trần. Thấy Văn Nguyên, thấy Cận. Rồi chia sẻ đi các tình yêu, chấm bài tương tác với em đi. Facebook của anh đã bị giảm tương tác rồi. Thấy Bảo Ngọc, thấy Tường Vi, Gia Bảo. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi đây? Chỉ có hai chị chia sẻ cho em thôi nha, Bảo Ngọc và Văn Nguyên. Cho nên là cả nhà mình nhanh tay lại chân mình chia sẻ livestream giùm em. Bảo Ngọc, hai Bảo Ngọc đó nha. Chia sẻ đi, chia sẻ đi, chia sẻ đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi, 10 cái. 10 cái, 10 cái. Nhanh tay chia sẻ livestream nào cả nhà. Chia sẻ giùm em đẩy cái view lên. Chia sẻ đẩy view lên em like luôn. La 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 la. Bán ế quá, trời ơi là trời. Trời ơi, 12 giờ trưa rồi mà cũng có người coi là trời ơi. Rồi, ai đang xem like chấm bài tương tác. Ai đã chia sẻ rồi bấm 3 triệu đã chia sẻ giùm em. Đã chia sẻ, đã chia sẻ, đã chia sẻ. Bấm đi. Ờ, tôi bị điên rồi mấy bà ơi. Ế quá điên rồi. Thấy Khánh Thư nha. Khánh Thư nhận hàng chưa? Khánh Thư nhận đơn cũ chưa? Rồi mấy chị ơi, cố gắng mình chia sẻ livestream. Thấy Lê Thị Huỳnh Như nhé. Chia sẻ livestream, đẩy view lên giùm cho em. Bán đầu like quần với giá 9 ngàn. Đẩy view lên xíu giùm em đi mấy chị ơi. Chia sẻ đẩy cái view lên giùm em đi cả nhà nha. Thấy chỉ có ba chị chia sẻ thôi sao vậy trời. Chia sẻ mua quần đầu like 9 ngàn mà cũng chê nè mấy bà. Thấy có ba người chia sẻ thôi. Nhung Cận, Bảo Ngọc, Văn Nguyên. Ba chị chia sẻ. Rồi bây giờ mấy chị chia sẻ thêm giùm em đi. Mới bán quần đầu like cho mấy chị được. Mấy chị ơi không chia sẻ không bán được đâu. Nha các tình yêu. Chia sẻ đi khách ơi. Chia sẻ giùm em đẩy view lên cao xíu đi. Em bán quần 9 ngàn cho mấy chị này. Nhanh tay này. Đồ pyjama 60kg về vừa nha. Tri Ân nha. Đang Tri Ân. Bộ pyjama ở đâu vậy? Tao không thấy mặc pyjama nào đâu mà hỏi pyjama vậy trời. Thiệt á. Nhớ, nhớ bữa trước. Còn cục bơm kia cô bé hết rồi. Facebook nó bị cái gì vậy trời. Đẩy view lên cao đi cả nhà. Đẩy view lên cao giùm em đi rồi mình mới like được nha các tình yêu ơi. View thấp quá không like được mấy chị gái ơi. Ok nha Bảo Thùy.
chia sẻ giùm em lên xíu nữa rồi mình like nha các tình yêu. Chia sẻ giùm em đi, em coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi, mua quần jean với giá 9.000. Ok, 25 lượt chia sẻ, 7 chị nè. Mi Xuân, Gia Hân, Bảo Ngọc, Văn Nguyên, Bảo Thùy, Nhung Cận, Duyên Môn. Mỗi chị chia sẻ giùm em đủ 2-3 lần về về trang cá nhân nha. Đi giao hàng mà nó không biết ở xuống xe vô giao đồ sao ta? Ngọn xe cứ kêu là sao vậy ông? Rồi, ai đã chia sẻ bấm 3 chữ đã chia sẻ giùm em nha. Em chỉ chốt đơn cho những chị nào mà đã chia sẻ livestream thôi, vì hàng này là em sale đầu like ha. Rồi, thấy chị Nguyễn Tuyền nè, thấy chị Ngọc Thuy Nguyên Thi nè. Rồi, nhanh tay lại chân đi cả nhà ơi, nhanh tay lại chân chia sẻ giùm em đi. Buồn quá mấy chị, Facebook của nó bị sao, buồn với sợ luôn. Buồn gì mà nó chán nản cả cuộc đời là sao vậy trời. Thôi bây giờ like đi rồi 1 tiếng 2 tiếng phát nó vô lại nữa chứ giờ biết sao đây. Facebook nó mát rồi. Rồi, một cái quần size đại, ai lấy chốt nhanh tay giùm em nha. 58kg vừa, 9.000 chốt giùm em size đại. Rồi, một cái quần thun 55kg vừa, 9.000 chốt giùm em mã thun. Rồi, cái quần đen mất nút em tặng không bán, 55kg ai lấy chốt em mã tặng. 55kg ai lấy chốt em mã tặng. Một cái quần đen 9.000, 50kg chốt giùm em mã đen. Rồi, một cái quần size đại có nịt, ai lấy chốt giùm em mã nịt. Size đại cho Bảo Thùy, ai lấy chốt em mã nịt 9.000. Nịt 9.000. Rồi, một cái quần size 30 rách 9.000 luôn, chốt em size 30. 9.000 luôn, chốt size 30. Thun cho Mi Xuân. Chị Duyên Môn chia sẻ mới một lần rồi cho nên là không có được hàng tặng chị ơi. Phải chia sẻ giùm em đủ 3 lần trang cá nhân mới tặng được nha. Duyên Môn chia sẻ mới 2 lần không đủ tặng nha. Duyên Môn mới chia sẻ 2 lần không đủ tặng chị ơi. Rồi tiếp tục. Size 30 cho Bảo Thùy. Mã đây chốt nhanh tay. Mã đây chốt giùm em nhanh tay mã đen 55kg vừa, 15.000 chốt đen. 15.000 chốt đen. Mã đây chốt giùm em 15.000. 15.000 chốt giùm em size 30. 15.000 size 30. Ai lấy 30 chốt 30. Rồi một cái quần trắng 9.000, 60kg chốt em mã trắng. Quần kaki chất đẹp 9.000. 60kg chốt trắng. Cái quần đây nha, 55.000, em trơn 25.000 cho mấy chị bao đẹp. Bao đẹp, cái quần này 65kg vừa. Đen cho Hứa Hồng Nga. Tặng chị nào chia sẻ livestream mới chốt nha. Tặng chia sẻ đủ 3 lần. Đen Hứa Hồng Nga. Hứa Hồng Nga lên số 30 da hơn. Thơ Lê chia sẻ bao nhiêu lần rồi mà tặng để em xem thử. Cái thống kê chị Thơ Lê chia sẻ bao nhiêu lần nha. Hứa Hồng Nga lên số đi chị. Thơ Lê mới chia sẻ một lần sao được tặng chị. Trắng cho Nhung Cọc. Đen cho Phạm Ngọc Phương. In ra, in phiếu nào chưa có số điện thoại em like lên xin số. Rồi, hết chưa em? Còn cái còn mã nịt với lại mã tặng. Đây, mã đây là mã nịt này mấy chị, 9.000 nha. 55kg vừa em bao đẹp luôn. Ai lấy nịt chút nịt. Tặng cho Cận đã chia sẻ đủ nè. Tặng cho Cận đã chia sẻ đủ nè. Rồi, cái mã đây 25.000. Mã này đúng đẹp mấy chị ơi, không chốt uổng cả cuộc đời ha. Ai lấy chút em mã 25. Bộ đồ đằng sau bao nhiêu ký? 55kg đủ về là vừa hết những cái đồ đằng sau nha chị ơi. Nguyên một set của nó là tùy theo, có set 50, có set 40 nha. Rồi ai lấy chút em 25.000. Đen 25 cho Phạm Ngọc Phương. Phạm Ngọc Phương lên giùm cái số điện thoại đi chị ơi. Mã 15 hết luôn. Phạm Ngọc Phương lên giùm em cái số điện thoại. Trời ơi, cái này đẹp ghê mấy chị ơi. Nhanh tay chia sẻ livestream rồi mình chốt nha. Em ngồi gì mấy chị có thấy rõ không vậy? Hay là em ngồi xích tới xíu? Em mở coi thử chị ngồi nha. Rồi đây, cả nhà ai lấy chốt thì mình Bảo Thùy thấy 35.000. Đẹp kinh khủng luôn, Bảo Ngọc thấy 35.000 chốt giùm em nhanh tay. 60-65kg vừa. Chốt trắng 35 giùm em. Trắng 35 giùm em. Ai lấy trắng 35, chốt trắng 35. Một cái hồng 35 phi size. Mấy cái áo đây mấy chị nào đã mua rồi là biết chất liền. Mấy chị ơi, chấm bài tương tác với em để không ẩn comment nha. Chúc em sell combo cho cả nhà. Hai cái áo với giá 29.000 thôi. Đen 25 chốt rồi. Ok, chị Phạm Ngọc Phương thấy số đi. Lấy bỏ vô cái hũ đi chị.
Rồi ai lấy chốt nhanh tay lẹ chân bao đẹp hồng 35 giùm em. Ôi một cái áo khoác bơ này mấy bạn ơi, xuất sắc chưa? Áo khoác bơ chết đi, cái này đẹp quá, 35 ngàn mấy bác. Trời ơi cưng chưa này, 35 ngàn chiêu rồi lấy bơ chốt bơ, 35 ngàn chốt bơ vậy. Ai đang xem like nhớ chấm bài nha mấy tình yêu. Rồi một cái áo đẹp kinh khủng luôn, phi size chốt giùm em, mã là mã sọc hồng 35 Nguyễn Tuyền lên số giùm em nha. Rồi ai lấy chốt sọc đi cả nhà, 35 ngàn. Mấy cái mã đây mấy chị ơi phi size hết giùm em nha. Ai lấy chốt em sọc cam trắng cho bé Uyên. Xét đỏ để em bao nhiêu tiền vậy chị? Xét đỏ em coi thử cái áo thường áo rẻ cho em. Áo thường là xét đỏ đó là 45 ngàn một xét nha. Ok Nguyễn Tuyền thấy số, Hứa Hồng Nga thấy số. Rồi ai lấy chút em nhanh tay đen 35 ngàn, 55, 56, 57 ký vừa. Cái đen này mặt mình có thể đóng thùng vô, rất là đẹp luôn, chạy viền tay nha. Rồi đen 35 giùm em. Em còn bơ, sọc đen 35. Rồi cái áo lệch vai trắng bé Uyên có rồi nha các. Bé Uyên có trắng rồi. Một cái lệch vai này mấy chứ, đẹp chưa? Phi size chốt giùm em mã lệch vai. Cái đây cũng đẹp. Trời ơi má nào không biết nói chốt cái lưới vàng đây. Cái lưới vàng mà mặc em nó thiệt mát mà lên cái form nó đẹp cực kỳ. Chiều nào lấy chốt lưới vàng giùm em 35 ngàn. 35 ngàn chốt giùm em nhanh tay lưới vàng. Lưới vàng 35. Ai đang xem like không thấy em đọc tên thì chấm bài giùm em với nha. Rồi một cái cúc trắng em qua chị nào chưa chốt được thì chốt 35 ngàn, 60-65 ký vừa. Theo nha ai lấy chốt cúc trắng. Nguyễn Thiết Nguyễn chốt vàng 35. Rồi 35 ngàn chốt giùm em mã cúc trắng. Xếp đó để em ok chị Mia. Vàng cho Ngọc Huy Nguyên Thi lên số. Vàng có chốt không? Chị là vàng có chốt rồi xế bill chị Ngọc Huy Nguyên Thi đi. Rồi em còn trắng đen. Rồi cái sọc ai lấy chốt giùm em. Ai lấy chốt sọc liền em thiệt luôn bao đẹp. 35 ngàn chốt nhanh tay lẹ chân 60-65 ký vừa mấy chị coi chốt giùm em sọc. Có sĩ nha. Cúc trắng cho Bích Vân Trần. Lưới vàng hết. Ai lấy chốt thì em mã đây là mã sọc nha. Em còn đen bơ. Ai lấy sọc chốt sọc lưới vàng hết nha. Ngọc Thi Nguyên Thi thấy số rồi. Rồi ai lấy chốt thì em ạ. Cúc xanh chết đi. Cái đây đẹp quá mấy bà không chốt hả? Tôi nói thiệt luôn đó. Cái đây mà mấy bà không chốt uổng luôn. Một cái khoác bơ đẹp kinh khủng luôn. Ai lấy chốt khoác bơ. Rồi một cái cúc xanh. Ai lấy chốt cúc xanh đẹp kinh khủng luôn. Không chốt uổng nha. Ai lấy cúc xanh chốt cúc xanh giùm em. Cúc xanh giùm em nha. Cúc xanh Nguyễn Tuyền lên số đi. Chị con Nguyễn Tuyền kêu có số chứ. Rồi ai lấy chốt giùm em nhanh tay một cái quần bí này. Em trơn cho cả nhà ha. 9.000 chốt nhanh tay giùm em. 55kg vừa chốt quần bí. 9.000 55kg vừa chốt quần bí giùm em. Xanh bơ chốt chơi. Xanh gì vậy em? Cúc xanh hết rồi bây giờ còn khoác xanh nha chốt thỏa mã. Rồi 9.000 chốt em size M. Ai lấy M 9 chốt M. Mia Mia gì đấy. 9.000 chốt M. Có đơn rồi mà em. Có đơn không hết. Rồi ai lấy chốt sọc đỏ giùm em. Đẹp chưa cả nhà? Cái đây mặc dễ thương. Chất cũng đẹp. 35.000 chốt em sọc đỏ. 35.000 chốt em sọc đỏ. Rồi mã đây chốt giùm em nhanh tay luôn. Cái đây em sale luôn. Quần bí chốt mi xuân. Quần chung với áo đen size M phải không gái? Quần bí rồi. Quần chung với áo đen chốt vé xe Phú Yên. Ok gái bà mặc vừa đó. Rồi ai lấy chốt em nhanh tay. 25.000. 25.000 chốt vu xì hồng 75kg vừa. 25 chốt vu xì hồng giùm em cúc xanh hết. Rồi cái quần này em tặng không bán. Ai lấy chốt tặng quần. Ai lấy chốt tặng quần. Tặng là phải chia sẻ livestream giùm em nha. Rồi một cáo lệch vai 25.000 bao đẹp chưa? 25.000 60kg vừa. Lên xuất sắc lắm luôn. Nói chung là mình mặc được rất là nhiều kiểu. Cái mã lệch vai đây ha. Ai lấy chốt giùm em mã lệch vai 25.000. Chị Nguyễn Tuyền chia sẻ bao nhiêu lần rồi? Để em xem thử coi. Phải chia sẻ mới chốt được cái hàng tặng bên em nha cả nhà ơi. Phải chia sẻ livestream mới chốt được cái hàng tặng. Nguyễn Tuyền chưa chia sẻ không có được tặng chị ơi. Lucy Hồng cho Văn Nguyên. Sọc đỏ cho Hồng Liên. Ai chia sẻ mới được tặng. Rồi 15.000 60kg chốt giùm em gấu đen. 15.000 60kg chốt gấu đen giùm em. Ai chia sẻ mới được tặng nghe mấy chị em ơi.
Mấy chị em nghe rõ giùm em, chia sẻ đủ 3 lần mới được tặng. Không chia sẻ là không được tặng đâu. Không chia sẻ là không được tặng đâu. Vé xe Phú Yên mới có 2 lần thôi chị ơi. Mới có 2 lần thôi. Gấu đen cho Bích Vân Trần. 25 lệch vai chốt cho chị Hằng Huỳnh. Bích Vân Trần lên số. Bích Vân Trần lên số giùm lên em. Lên số luôn. Hằng Huỳnh lên số giùm em. Rồi. Chị nào chia sẻ giùm em đủ 3 lần mới được nha. À, Hứa Hồng Nga 3 lần nè, Duyên Môn 3 lần, Mỹ Tâm 3 lần, Bé Úc 3 lần, Bích Vân Trần 3 lần nè, Phần Thị Thu Hồng 3 lần nè, còn lại toàn bộ các chị khác đều 2 lần. Gia Hân 3 lần, Ân Đoàn 3 lần nè, Giang Lương 4 lần, Nhung Cận nè, Nhung Cận 4 lần, Mi Xuân 5 lần, Văn Nguyên 5 lần, Bảo Ngọc 8 lần, Phạm Minh Hợp 8 lần. Đó, chị nào mà không chia sẻ đủ em không chốt đâu. Chị Mia Mia chưa thấy chia sẻ đủ đâu chị. Bích Vân Trần thấy số. Chị Vé Xe Phú Yên chia sẻ chế độ công khai, chị bên em chưa nhận được đâu. Chưa nhận được cái chia sẻ nào bên đây hết chị. Bữa nay em có hệ thống lọc chia sẻ mà em đâu có tự ý nói được đâu. Rồi ai lấy chốt giùm em này. Xanh Ngọc, Tri Ân 25 ngàn, 60kg vừa chốt Xanh Ngọc. 60kg vừa chốt Xanh Ngọc giùm em. Rồi một cái áo đây Tri Ân 25 ngàn cho mấy chị luôn, em bao đẹp. Ai lấy chốt xanh lá. Chất đuổi nè, mua 100 mấy 200 đó. Ai lấy chốt xanh lá giùm em. 25 ngàn. Rồi mà đây chị nào lấy chốt nhũ. Ô cái đây đẹp lắm luôn. Cái đây đẹp lắm luôn mấy chị. Cái đây em nói thiệt với mấy chị là càng mặc vú càng to mặc càng đẹp ha. Ai lấy chốt giùm em mã đây mã xuất sắc. Xuất sắc giùm em 35 ngàn. Rồi một cái quần size M. Tri Ân 19 nha. Chốt giùm em mã M 19. Xanh lá cho Bích Vân Trần. Rồi cộng đây lại xuất sắc nữa. Chia sẻ livestream giùm em nha cả nhà nha. Trời ơi 35 ngàn một cái áo nu. Áo đúng đẹp luôn á trời. Xuất sắc cho chị Huỳnh Hằng. Huỳnh Hằng chưa lên số nha. Lên số đi chị ơi. Huỳnh Hằng chưa lên số. Ai lấy xanh ngọc chốt xanh ngọc nha. 19 cho Kim Chi. Lên số đi chị. Kim Chi lên số luôn nha. Rồi ai lấy chốt giùm em. Đẹp chưa. Cái mã đây chốt em mã chữ 35 ngàn free size mặc ôm đẹp lắm. Ai lấy chốt chữ 35. Ai lấy chữ chốt chữ 35. Huỳnh Hằng thấy số. Kim Chi thấy số. Rồi đây chốt em nhanh tay. Tri Ân cho cả nhà cái đen đây 25 ngàn thôi. Tay của nó này. Cái đây chất lưới nha. Thiệt sự luôn mấy bạn. Ai lấy chốt em nhanh tay đen 25 ngàn. Đen 25 ngàn. Ai lấy chốt đen 25 ngàn. Đen 25, đen 25 ngàn em. Rồi cáo lưới trắng. Cáo này đẹp quá mấy chị. Ở trên nó có cái lưới cho mình luôn. Ha. Mã nu chữ chốt cho. Mã nu chữ chốt ai đây. Cái đấy em chốt mã chữ đúng không chị? Đúng rồi. Ai lấy chữ chốt chữ đừng chốt mã nu tự ý diễn tả cái mã là em không chốt luôn nha. Rồi ai lấy chốt em mã lưới rồi cái. Đẹp quá. 35 ngàn phi size chất rất đẹp chốt lưới. Dạ chưa chốt chị ơi, thứ bảy chủ nhật em la 2 ngày mới chốt nha. Tặng nãy giờ hết rồi chị. Mã chữ cho Bảo Ngọc. Em coi Bảo Ngọc số điện thoại coi lộn. Lưới trắng với Bích Vân Trần. Bảo Ngọc đâu rồi tiên á. Một cái đầm má ơi. Ai lấy chốt liền tay lẹ chân đầm. Ôi cái đầm này đẹp quá luôn. Phi size mấy chị ơi. 40 ngàn chốt em mã đầm phi size. 40 chốt đầm phi size. Rồi ai lấy đen này. Cái đen này đẹp lắm. 35 ngàn mấy chị coi chất chị em. Coi chất nha. Mặc ôm ở trong người rất là cưng. Ai lấy chốt đen 35. Ai lấy chốt đen 35. Mã tặng hết nãy giờ rồi mà trời. Rồi ai lấy chốt em 35 ngàn nhũ này. 35 ngàn chốt em nhũ nè. Đen Nguyễn Tuyền này. Mã xuất sắc mình còn không? Đen nghèo. Đen 35 Nguyễn Tuyền. Nu chữ hết rồi. Mã lưới mình còn không? Hết lưới rồi. Rồi ai lấy chốt em mã nhũ 35 ngàn tay cánh tiên. Mã đẹp đắt nhũ vàng. 35 chốt nhũ vàng nhìn em. Xuất sắc hết rồi. Rồi cái đây chốt em nhanh tay. Cánh dơi đen 35 ngàn. Mã đây phi size. Form đẹp lắm. 35 ngàn chốt giùm em mặc màu đen hơi bị khó nhìn nhưng mà chị coi này. Rất đẹp nha. 35 ngàn chốt giùm em cánh dơi đen. 35 cánh tiên Huỳnh Hằng. Rồi em có cánh tiên nhũ hồng 35 ngàn. Ai lấy chốt em cánh tiên hồng. Đen cho Bích Vân Trần.
Rồi ai lấy đỏ chốt đỏ xuất sắc luôn. Phi sai, mặc lệch vai được. 35.000 chốt đỏ liền tay. 35 cánh tiên là đây không chị? Ừ, 35 cánh tiên là cái đây. Đen là cái đây. Rồi ai đang xem like chấm bài chia sẻ giùm em với các tình yêu. Rồi đen em có hai cái nè cả nhà. Còn cái đen nữa nè. Đen mới chốt chai rồi em. Đen chốt cho Bách Văn Trân. Mỹ Tâm cho em quần trong set áo đen ok em. Cúc vàng là cái gì, nãy giờ đâu có like cúc vàng đâu chị Hồng Liên. Rồi đe lấy chốt nè cả nhà. Còn một cái đen 35 nè. Đúng đẹp. Còn một cái 35 khỏi đi. Ai lấy chốt giùm em nhanh tay lại chân đi cả nhà nha. Tới cái máy gì rồi? Còn đen cánh thiên hồng cho Hồng Liên. Rồi còn đỏ. Ai lấy đỏ chốt đỏ. Rồi đen chốt cho Phạm Ngọc Phương. Rồi cái đây chốt em mã bông đi cả nhà. Trương 25.000. Cái mã đây 75kg đổ về mình mang vừa nha. Ai lấy chốt giùm em nhanh tay lẹ chân. 75kg mang vừa. Cái đây là hàng xịn giùm em luôn mấy chị. Phơm giấu quần nha. Rồi ai lấy chốt giùm em ạ. Bông đen đem còn 2-3 cái. Hàng đây là hàng xịn nha. Rồi 25.000. Bông đen em còn được đây 3-4 cái. Ai lấy chốt em mã bông đen. Bông đen giùm em bông đen. Hàng Huỳnh xả đơn chị. Lấy hết hàng Huỳnh ra chị. Xuất sắc thì chị à, ai chốt? Đưa hết của nó ra đây chị. Bên em xả một cái xả hết đơn nha. Nhà em bán cái lượt có 500 đồng mấy chứ. Bông đen Loan Nguyễn. Bông đen Phương Quân. Có nguyện lệ. Bông đen Thanh Mai Trần. Còn mấy cái bông đen Phương Quân Thanh Mai Trần. Rồi cái mã xuất sắc em chốt lại. Xuất sắc là cái nào đó bé? Xuất sắc là cái xám, cái nhũ nhũ ấy. Rồi cái xuất sắc này chốt cho thơ. Xuất sắc chốt cho Phương Uyên này. Để chị in cái bill Phương Uyên này. Em ghi chữ Phương Uyên bỏ vô cũng được. Phương bé Uyên, bé Uyên. Bé Uyên. Còn ở bông đen nào không? Bông đen Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Hàng đây bán đâu có lời nhiêu đâu. 500 ngàn mà mua một chi ác nhơn. Xả tới xả lui cho mệt dữ vậy. Không vừa đặt chi. Có nói rõ số ký rồi mà. Ha. Rồi 35 ngàn chốt em nhanh tay cái mã đây nha. Vô shop mua 150 với lại 120. Ai lấy chốt em nhũ vàng. Nhũ vàng em 35 ngàn. Rồi một cái lệch vai phi size. Em sale cho mấy chị 25 ngàn. Ai lấy chốt lệch vai. Ai lấy chốt lệch vai 25 ngàn. Còn cái bông đen là không em? Còn. Còn cái bông đen chị Tham Hồ. Tham Hồ ơi chia sẻ livestream cho em đi nha. Rồi ai lấy chốt em nhanh tay mã đây luôn cả nhà ơi. Mickey 25.000. Chốt nhanh tay lệ chân giùm em ạ. 25.000. 75kg nam mặc được chốt Mickey. Mickey em có 2 cái. Chốt Mickey. Lệch vai cho Thu Ngân Nguyễn lên số đi chị. Rồi ai lấy chốt em nhanh tay lên số chị. 15.000. Ai lấy chốt em mã đây là mã gấu. 60kg vượt. 15.000 chốt gấu. Mickey Bích Vân Trần. 15.000 chốt gấu. Chị Phạm BSG chị chốt cái gì vậy chị? Dạ bên đó là lên số chứ. Phạm BSG lên số thoại giùm em đi. Ngày hôm qua chị có đơn nhưng mà em không thấy số của chị đâu hết trơn. Mickey Loan Nguyễn. Gấu cho cận. Gấu còn một cái Bích Vân Trần. Chị đó coi cái số điện thoại đấy. Còn gấu nữa không? Còn cái gấu nào không? Gấu như Nguyễn Thị. Đây là cái gấu nè. Gấu đó đi. Gấu Linh Võ Thị lên số rồi nè. Ok chị. Thu Ngân Nguyễn lên số giùm em đi chị ơi. Thu Ngân Nguyễn lên số giùm em. Rồi pyjama 60-65kg vừa. Em sale cho mấy chị 19.000. Ai lấy chốt giùm em pyjama đỏ. 19.000 chốt pyjama đỏ. Mickey em còn cái chị nào lấy chốt. Thu Ngân Nguyễn lên số đi chị. Ok thấy số chị Thu Ngân Nguyễn nha. Rồi đây cả nhà ai lấy chốt. Nam nữ mặc được. Ai lấy chốt liền tay. Loan Nguyễn lên số chưa?
Rồi ai lấy chốt liền tay giùm em ạ. 25.000 nam nữ mặc được Vicky, em còn 2 cái. Vicky còn 2 cái chốt liền đi. Hết gấu rồi. Rồi cái đây chốt giùm em nhanh tay Gucci. Quá trời quá đất đẹp. Ai lấy chốt giùm em. Ai lấy Gucci chốt Gucci. Gucci giùm em 25.000. 25.000 chốt giùm em mã Gucci. Rồi cái đây chốt giùm em nhanh tay. Chị chỉ cho nó nè, quăng tên ra cái đây nè, cái nào mà lựa ra để cọc cọc đi. Nó không làm gì? Bizema Phạm Ngọc Phương. Mickey Trà My, Gucci Thanh Thúy. Thanh Thúy em lên số điện thoại giùm chị luôn em. Bizema đỏ một bộ cho Hồng Liên. Phạm BS rồi cho số điện thoại giùm bó tay á. Em cho số điện thoại chị không thể nào in được đâu. Ok thôi Thanh Thúy thấy số. Su My là gì vậy gái? Em còn mã Mickey. Rồi cái mã đây chưa cho cả nhà 19.000. 19.000 chốt 3 màu. Cái mã đây hơi đi đẹp. Ai lấy chốt thì em nhanh tay. Pizama đỏ cho Super Thanh. Phải chia sẻ nha em kiểm tra nha. Pizama đỏ cho Phạm Ngọc Phương. Đen đỏ tay dài 19 cho Bích Vân Trần. Cứ lựa tên giống nhau giống nhau là em để một cọc. Em hiểu không? Cứ cọc là giống nhau để cọc. Nhớ giống nhau phải trùng số thoại nữa nha. Ra một cái lệch vai đỏ này, 35.000 cái hàng em tuyên luôn mấy chị, đẹp kinh khủng. Đây mặt lên cưng dễ sợ. Đó, đẹp chưa? Rồi ai lấy chốt nhanh tay lệch vai đỏ. Ok nha bé Uyên. Rồi cái mã đây chốt giùm em mã chữ đỏ. Chữ đỏ đây đẹp lắm. Mã đây phi sai, ở sau của nó nha. Chị ơi 25.000 là cái gì vậy chị? 25.000 là cái gì vậy? 25.000 là cái gì em không hiểu chị ơi. Em có đọc mã gì chốt theo mã giùm em với nha chị. Đó, ai lấy chốt chữ đỏ đi, cái đây đẹp lắm luôn. Trời ơi, cái vải của nó đã đời. Chốt chữ đỏ giùm em. Rồi cái đây phi size này, chốt giùm em laptop đỏ. Đúng đẹp luôn á. Phi size chốt laptop đỏ giùm em à. Ai đang xem anh Trang Bay chấm bài giùm em với. Laptop đỏ. Ba màu thanh mai trần. Ba màu hết nè. Còn mấy cái nữa. Ok Phạm Bến rồi thấy số nè. Rồi ai lấy chốt giùm em nè cả nhà. 19.000. Cái đây chốt đuổi nha, nó dập ly đẹp lắm luôn. Nó bị dơ ngay tay một xíu nên xem 19.000 nha. Ai lấy chốt em mãi dơ phi size 19.000 chốt dơ giùm em ạ. Laptop đỏ Mỹ Tâm. Mỹ Tâm lên số đi em. Dự bị cho Mỹ Dung. Dự bị Mỹ Dung. Mã đỏ cho Bích Vân Trần. Đỏ chữ đỏ. Đỏ chữ Bích Vân Trần. Laptop đỏ em chốt rồi. Chốt rồi. Đây cái đây đâu phải laptop. Đây. Rồi ai lấy chốt giùm em 15. 60kg vừa chốt gấu 15. 60kg vừa chốt gấu 15. Rồi mã cọp đi nam nữ mặc được mấy chị em nhà mình chốt liền. Mỹ Tâm thấy số, dơ cho Bích Vân Trần. Ai lấy chốt liền cọp giùm em. Ai lấy cọp chốt cọp. Áo trắng mình chốt ai chưa? Chưa, để chén rượu dơ hình như máu chốt rồi. Dơ Bích Vân Trần là mà giấy trên ra hả? Rồi ai lấy chốt em nhanh tay mã cọp. 25.000 nam nữ mặc được chốt cọp. Ai lấy cọp chốt cọp. Đây cao lưới đẹp ghê. Em sale cho cả nhà 25.000. Cái lưới này mặc lên sang lắm nha. 25.000 chốt giùm em nhanh tay lại chân. Lưới đen. 25.000 chốt lưới đen. Mẹ biên của ai nè, Bích Vân Trần. In lại. Đây. Rồi Bích Vân Trần là in lại dơ đúng không? Rồi Bích Vân Trần này. Dơ nè. Cọp trắng cho Tham Hô nè. Gấu cho 15 cho Loan Nguyễn nè. Cọp cho Nguyễn Hoàng Bảo Ly nè. Mỹ Tâm nè lấy quần set áo đen nè. Cọp cho Bảo Nhi lên số nè. Cọp mình còn ghi rồi. Đây
Rồi Bảo Nhi lên số này, áo trắng là áo gì vậy Gia Linh trời ơi? Áo trắng là áo gì vậy em? Ra lấy cọp chốt cọp. Ai lấy cọp chốt cọp nha, cọp em còn mấy cái nên vô là cái cọp cho mấy chị xem. Cọp ấy nam nữ mặc được hết chưa? Cọp nam nữ mặc được cho nên là mình mua cọp đi. Đi mặc cặp đi chơi, chuẩn bị mùa hè tới con nghỉ hè rồi dẫn nhau đi du hí. Du hí, phú hí hí. Bạn ới quá giờ xàm. Ới quá giờ xàm. Rồi ai lấy chốt cọp trắng giùm em nha, 25.000 thôi. Lưới đen nè, ai lấy chốt giùm em đi, 25.000 lưới đen. Em đừng có hỏi nữa, em tự làm đi. Cọp cho Trà My. Ngàn em ơi. Rồi ai lấy chốt giùm em 19.000. 19.000 chốt giùm em ạ. À. Mã nam 75kg vừa 19.000 áo nam. Rồi cái đây chất đuổi nha, phi size. Ai lấy chốt đuổi đen 60-65kg vừa 19.000 cho vết bích vân trần. Đây, tay liền. Ai lấy chốt nhanh tay giùm em ạ. À. Đen. Lưới đen cho Thu Ngân Nguyên. Cọp lấy hai cái cho chị Hoàng Nguyễn Bảo Ly. Bảo Nhi thấy số. Rồi ai lấy dâu chốt dâu 5.000. Nam 19 cho cọp. Rồi 5.000 chốt giùm em bộ ngố dâu. Bộ ngố dâu để bill nó lên đây. Rồi ai lấy gấu đỏ chốt 15.000. Đuổi đen cho Bích Nguyễn dùng đơn. Ai lấy chốt giùm em nhanh tay. Gấu đỏ. Đi chốt không? Gấu đỏ giùm em. Ngố dâu cho Nguyễn Thiết Nguyễn. Rồi bộ đây 15.000 cho bé trai. 13kg chốt giùm em bé trai. 13kg chốt bé trai. Rồi một cáo trắng chi ân 19.000. Phi sai. Ai lấy chốt trắng 19. Ai đang xem live stream chấm bài giùm em nha. Rồi cho em hai màu áo hai combo đi chị Hằng. Với lại cho em một cặp pyjama đỏ đi. Nguyễn Hoàng Bảo Ly ghé lấy em lên thông tin giùm chị đi. Lên số điện thoại kèm chữ ghé lấy. Lên số điện thoại kèm chữ ghé lấy em mới bán nha. Không có số bên em không chốt đâu. Rồi một cái đây 15.000 60kg chốt giùm em mã 1. 15.000 60kg chốt mã 1. Hàng thường á. Mua hàng lên số điện thoại đi. Rồi mã đây 19.000. 19.000 60kg vừa, ai lấy chốt giùm em ạ. À. Em trơn cho mấy chị bộ pyjama đi, 19.000 chốt mã. Chốt mã giùm em đi. Pyjama 19.000 chốt giùm em mã pyjama. Nguyễn Hoàng Bảo Ly ghé lấy ok em. Ai lấy chốt pyjama trơn 19.000. Ba màu 19 ai lấy chốt ba màu. Hơi bị đẹp luôn á mấy chị. Bé trai Gia Linh Trần. 19.000 chốt giùm em 3 màu. 19.000 chốt 3 màu giùm em. Mã 1 cho Phạm BSG. Áo đen trơn cho cả nhà 5.000. 55kg vừa. Chốt giùm em áo đen 5. 55kg vừa chốt áo đen 5. Rồi cái áo đen trơn 25.000. Ở dưới là Barbie Don nha. Ai lấy chốt giùm em ở đây à. 25.000 chốt Don có kèm dây cho mình nha. 25.000 chốt Don giùm em à. Có kèm dây. Ai đang xem like chấm bài chia sẻ đi. Rồi đây chốt em một cái đầm bầu bí chen được phi size. Cái mã này mặc bao mát ha. Ai lấy chốt 19.000 đầm caro. 19.000 đầm caro. Rồi em chi ông combo hai áo. Chị em nào lấy thì chốt liền. Hai áo 29.000 hai màu. Chốt nhanh tay không cần do dự luôn mấy chị ơi. Có được 10 combo thôi nha. 60kg đủ về. Ai đang xem live chấm bài giùm em đi mấy chị ơi, nó bị ẩn lên sao em hết thấy rồi. Chấm bài tương tác giùm em đi cả nhà. Ai đang xem live stream chấm bài tương tác giùm em đi. Rồi ai lấy chốt rồi cả nhà ơi, bao đẹp chưa? Combo 60kg, hai áo hai màu, có thể mua về mặc một cặp đóng thùng hay là giấu quần đi chơi cũng được luôn nha. Rồi nhanh tay chốt combo 1 giùm em. Hai cái 29.000. Với điều kiện là chia sẻ live stream ha. 29.000. Đen 5.000 du vo. Mạng mà chậm dữ gì trời. Ai lấy chốt em combo 1. Quá đẹp. Ai lấy chốt combo 1 giùm em. Combo 1
nó bị đứng hay sao vậy trời? Nó có bị đứng không vậy mấy bà? Có bị đứng hình không? Combo 1 Nguyễn Tuyền. Ai đang xem live stream chấm bài giùm em nha. Rồi, một cái quần size đại trên 15.000. Ai lấy chút giùm em ạ? À? Mã đại hình như nó bị đứng hay sao mấy chơi. Thiệt luôn á. Combo chị Nhung Trân. Combo Thu Nguyên lên số giùm em đi. Tin đó ai đó? Nhung Trân. Thu Nguyên lên số giùm em đi. Combo chị Tham Hô. Một cái quần size nó size gì để tao nói quên mất rồi. Đặt cái quần 15.000 đại, ai lấy chốt 15 đại giùm em. Rồi một cáo rêu 35.000, 60 kg nó về vừa bao đi. Còn cho lấy rớt giấy đó nha. Rồi 35.000 chốt em mã rêu. Nhung Trân có combo rồi nha. Ai lấy rêu chốt rêu giùm em. Rồi áo bé 15 đến 20 kg, nói chung 20 kg đổ về vừa. Riêng 19.000 áo kiểu nha, hàng đây hàng xịn nè. Ai lấy chốt bé xanh 19.000 chốt bé xanh. Ai lấy bé xanh chốt bé xanh. Thu Nguyên thấy số. Rồi 15.000 chốt gấu đen 60 kg vừa. Ai lấy gấu đen chốt gấu đen 15.000. Sai đại cho Phạm Ngọc Phương. Rồi bắt đây chị nào lấy chốt giùm em. Gấu đỏ. Gấu đỏ, gấu đỏ giùm em 15.000 60 kg. Chốt gấu đỏ. Một cáo lệch vai trơn 25.000. Cái này là nó có nút nha mấy chị ơi. Cái này nó có nút mình tháo ra được nè. Tùy theo mình chỉnh, mình thích mặc như thế nào thì mình chỉnh nha. Đó, có nút nha. Đây, chốt lệch vai đen 25.000. Bé xanh cho Văn Huynh. Văn Huynh lên số giùm em. Đây, 25.000 chốt giùm em ạ. Lệch vai đen 25 chốt lệch vai đen. Gấu đen Thu Nguyên. Văn Huynh ghé lấy. Rồi cái đây chốt liền tay nè cả nhà. Áo đúng đẹp luôn. 35.000. Quần xe đại chốt rồi. 35.000 này, đẹp lắm luôn. Ai lấy chốt 35.000 đen giùm em ạ. 35 đen. Lệch vai đen chốt Linh Võ Thị. Gấu đen hết rồi. Rồi một cáo trắng. Gấu đỏ cho gắm kem. Ai lấy trắng chốt trắng giùm em. Gắm kem lên số. Trắng 25.000 55 kg vừa. Gắm kem lên số. Đen 35 cho Bích Vân Trần. Áo xanh cho gắm kem. Gắm kem lên số. Rồi một cái quần trơn 15.000. Size M. Ai lấy chốt M rách. Ai lấy chốt M rách. M rách, M rách. Rồi mấy đây chốt nhanh tay giùm em. Trơn 25.000 chốt xanh. Mã trắng Thu Ngân Nguyễn. 35 đen hết rồi. 25.000 chốt giùm em ạ. Cô Ban. Cô Ban 25 giùm em. Cô Ban 25. Rồi đây cả nhà ai lấy chốt giùm em. Phi sai một cái đầm đuôi cá. Trơn 19.000 nha. Chốt đầm hồng. Trơn 19.000 chốt đầm hồng. Rồi cái đây trơn 25.000 để em coi mã gì đây. Chấm bài chia sẻ đi cả nhà. 25.000 chốt đát. Cái đây phơm giấu quần. Cái đây phơm giấu quần mấy chị ơi. 25.000 75 kg. Đổ về vừa. Đây coi. Đó đẹp chưa. Chắn 25 chốt ai chưa. Đầm hồng Thu Ngân Nguyễn. Rồi ai lấy chốt đát hồng giùm em. Đẹp lắm luôn. Phơm giấu quần 25.000 thôi. Hàng đây hàng Thái. Áo Thái. Ai lấy chốt em 25 đát hồng. 25.000 đắt hồng giùm em. Ai đang xem like chấm bài thì cả nhà nó bị ổng comment hay sao em không có thấy comment luôn. Không thấy comment bên đây. Đầm hồng chốt chưa? Chốt nào. Đắt hồng cho Văn Nguyên. Đầm hồng em còn một cái nha. Rồi 25.000 75 kg vừa. Chốt giùm em gấu vàng. Hơi bị đẹp luôn mấy bạn. Đây gấu vàng đi. 75 kg mang vừa hết nha. Ai lấy chốt gấu vàng. Đắt hồng trà mi.
Rồi cái đây chị nào lấy chốt body sọc. Cái body đi 35.000 thôi. Ai lấy chốt body sọc đất hồng Khánh Thư 35.000 chốt body sọc đất hồng em vẫn còn. Tố vàng Bích Vân Trần. Rồi ai lấy chốt size L. Ai lấy L chốt L đi ôm cho cả nhà 15.000. Quần L 15.000. Quần L 15.000. Body sọc Mỹ Dung. Nãy con kia lấy cái quần đen lấy chưa? Rồi một cái đầm caro phi size. Chị nào lấy chốt giùm em ạ. Quần L chốt chưa? Chưa. Quần L Loan Nguyễn 19.000 một cái đầm caro. Chốt giùm em ạ. Caro hầu. Rồi ai lấy chốt giùm em nhanh tay. 55kg về vừa có khóa kéo. Chốt caro xanh. Có khóa kéo 55kg. Chốt caro xanh giùm em 25.000. Rồi đây chị nào lấy chốt em nhanh tay lại chân. Xanh ngọc giùm em. Sale 5.000 chốt xanh ngọc 50kg. Rồi cái đây chốt đô la 9.000 60kg chốt đô la. Ai đang xem live chấm bài caro xanh Loan Nguyễn. Rồi cái đây chốt tri âm 19.000 phi size chất bao đẹp có dây rút nhá. Ai lấy chốt em ạ tri âm. Ai lấy tri âm chốt tri âm. Caro xanh chốt chưa? Caro xanh hết rồi. Quần L còn không? Đô la Bích Vân Trần. Rồi đầm hồng em còn một cái phi size bao đẹp 19.000 thôi, chất đẹp lắm luôn. Ai lấy chốt giùm em nhanh tay đầm hồng. Xanh ngọc 5.000 Xuân Nguyễn Thị Thanh. Còn caro hồng hết caro xanh nha. Rồi áo mít kia đỏ chị nào lấy chốt. 25.000. 75kg đổ về là mấy chị mang vừa giùm cho em luôn cái mã đây ha. Bao đẹp toàn cầu. Chất rất đẹp, cái hàng em bán lỗ chốt mít kia đỏ. Đầm hồng Trà My. Ai lấy đát chốt đát nha, em còn đát hồng nha mấy bà. Rồi 15.000 60kg chốt vàng. 60kg 15.000 chốt giùm em mã vàng. Rồi 60kg 15.000 chốt em mã trắng. Đẹp kinh khủng 3D. Bao đẹp đấy chị ơi. Kim chi chốt mít chi đỏ. Rồi ai lấy trắng chốt trắng. Ai lấy vàng chốt vàng. Chia sẻ live stream giùm em đi nha cả nhà nha. Rồi cái đây chốt giùm em nè cả nhà ơi, đẹp chưa? Ai lấy chốt giùm em ạ? À? Em sale cho cả nhà cái áo đây 19.000. Với điều kiện chia sẻ livestream giùm em nha. Mã đây free size luôn. Ai lấy chốt em mã tri âm. Tri âm vàng. Rồi một cái áo đuổi 35.000 cái đây bao đi. Không đẹp không lấy tiền luôn. Mã trắng chốt ai chưa? Chưa. Trắng Nhung Trần. Vàng Thu Nguyên. Trắng Thu Nguyên. Rồi ai lấy chốt 35.000 chốt giùm em mã là mã trắng 35. Bích Nguyễn Tri Ân vàng. Ai lấy trắng 35 chốt. Rồi bộ đuổi bé Tri Ân 25.000 13kg cái đây chất đuổi nha. Trai gái mặc đồ khác giùm em mặc chốt bé đỏ 25.000 chốt bé đỏ. Vàng Phạm Ngọc Phương. Áo 2 dây có Bích Ngọc và Phạm Hoàng Nguyễn Bảo Ly vàng Tri Ân hết. Rồi chốt giùm em nhanh tay có mút ngực 25.000 chốt giùm em ạ. À. Mã đây chốt em mã 1. Có mút ngực 25 chốt mã 1 vàng tri âm hết. Ok vừa cho chị Nguyên Huân. Rồi 17.000 chốt cúc đỏ. Trắng đó chị Văn Huân. 17.000 chốt cúc đỏ giùm em mã 1 cho Loan Nguyễn. 17.000 cúc đỏ giùm em. Bé đỏ Văn Huân. Và bộ dâu đem còn hai cái nha, hai bộ nha. Trơn 25.000. 15-17kg. Ai lấy chốt mẹ em nhanh tay. Bộ dâu bé cúc đỏ Bích Vân Trần 25.000 chốt dâu bé còn hai bộ. Còn hai bộ. Rồi 35.000 cái bộ đây ha. Chất bộ giống em mặc là hồi sáng đó cả nhà. 15kg 35.000 chốt mẹ em nhanh tay bộ nu. 35.000 15kg chốt bộ nu bé mã 1 hết rồi.
dâu bé cho Thanh Mai trồng. Rồi ai lấy đen chốt đen chưa cho cả nhà. Có bút ngược hết rồi. Ai lấy chốt đen 35.000 chốt đen ôm. Đen ôm 35.000 dâu bé còn bộ. Rồi ai lấy sữa chốt sữa giùm em. Ai lấy sữa chốt sữa nhé. 25.000 75kg vừa. Dâu bé cho Văn Huynh. Ai lấy sữa chốt sữa giùm em. Sữa 25.000 75kg vừa nha. Cúc đỏ hết nãy giờ rồi chị. Rồi ai lấy chốt giùm em cam 15.000 60kg chốt cam. 15.000 60kg chốt cam. Quyên Huynh lấy cái quần của cáo nào chị quên mất rồi. Đem 35 linh vỏ thi. Sữa Loan Nguyễn. Rồi ở đây chốt Mickey nè cả nhà 25.000. 25.000 75kg vừa chốt Mickey. Mickey Mickey. Bộ dâu này ai lấy nữa. Bộ dâu bé cho Gia Linh Trần. Sữa còn không? Cam cho Nguyễn Tuyền. Quyên Huynh lấy quần của áo trắng. Quyên Huynh lên số chưa? Quyên Huynh có số rồi. Rồi ai lấy chút em ở đây xanh ngọc 35.000 đuổi nha. 60kg vừa nha cả nhà. Xanh ngọc 35.000 chốt em xanh ngọc 35. Mickey cho Văn Nguyên. Chị mày, mày đi lúc này mày không lo ghế theo chi vậy? Cam hết rồi. Chị còn cục bên nữa nè. Rồi cái đây chốt giùm em nè. Em sale 5.000 chốt em mã hồng 55kg vừa. Rồi một cái quần size S trơn 15.000. Ai lấy chút giùm em S15. S15. Coi đẹp chưa. Một cái đầm xu trơn 25.000 chốt xu hồng cho Nguyễn Tuyền. Ai lấy xuông chốt xuông giùm em. Mua hàng nhà em không đổi không hủy nha. Mua hàng em không đổi không hủy. Rồi ai lấy chút em nhanh tay bộ bé đen. Bộ bé đen. Mấy chị mà muốn đổi hay là cái gì thì mấy chị ra chợ mua nha. Lựa xong rồi thích thử vừa lấy bên đó luôn ha. Nhà em like từng mẫu mấy chị chọn chính xác không đổi không hủy. Xả một cái xả hết đơn. Đàm xuông chốt Mỹ Tâm. Rồi ai lấy chút nhanh tay đen bé 15.000 12kg. Rồi ai lấy chút em nhanh tay mà đây nha. 15kg đổ về chưa 20.000. Chút xếp bé 20.000 15kg chút xếp bé giùm em. Quần chung với áo vàng size gì vậy? Rồi ai lấy chút trắng giùm em. Ai lấy trắng chút trắng giùm em mấy chị. 60kg đổ về vừa 15.000 chút trắng. Áo đen 5.000 chốt đen. Đen 5.000 chốt đen 55kg vừa. Rồi cái đây chốt giùm em này. Hồi nãy giờ em lựa được cái nào hai cái không? Size L chị ơi, quần size L. Bé cho Văn Huynh. Bé đen. Ai lấy cặp chốt cặp. Rồi ai lấy chốt em cái quần đây size L 19.000. Ai lấy chốt L 19. L 19 giùm em. Đen hết nãy giờ rồi chị. Đen 5.000 chốt Nhung Trần. Rồi bộ chà neo nha cả nhà ơi. Ai lấy chốt giùm em mã neo 19.000. 60kg chốt neo liền giùm em. 60kg 19.000 chốt neo vải bao đi. Vải bao đẹp luôn. Lời cho Biện Thanh Vân. Rồi một cái đất xanh hồi chưa ai chốt chưa được thì chốt lại giùm em 75kg vừa. Ai đang xem like chấm bài nhiều giùm em với nhé. Rồi 75kg vừa chốt giùm em nhanh tay. Đất xanh. Cái 3 màu 19 em còn. Ai lấy chốt 3 màu. 3 màu 19 nè cả nhà nhé. 60kg vừa 19.000 thôi em kêu ông. Khi nào lấy chốt em nhanh tay lại chân mã 3 màu.
ba màu 19 giùm em. Nail cho Văn Huân. Đát xanh chúc cho chị Loan Nguyễn. Rồi cái đây trơn 19 nha. Sọc xám. Cái mã đây cổ sơ mi 60kg vừa, nail mình còn không? Khánh Hiền không chia sẻ không chốt em ơi. L còn không? Hết còn S. Rồi ai lấy chốt em nhanh tay. 19.000 chốt sọc xám. Không chia sẻ em không có chốt đâu chị. Rồi cáo bò 35.000 tay loe nha, phơm ôm. Cái mã này hơi đẹp, 55-56kg vừa. Ai lấy chốt em mã đây mã loe. Ai lấy loe chốt loe 35.000 chốt loe. Không chia sẻ em không chốt chị ơi. Rồi ai lấy chốt sọc hồng 60-65kg. Chất rất là đã luôn. Đẹp lắm. 35.000 chốt sọc hồng. Rồi ai lấy đen chốt đen giùm em. Trơn 25.000 55kg vừa chốt đen. Đen đẹp lắm luôn. Ai lấy đen chốt đen giùm em. Đeo chốt bé Úc. Bộ bé sau lưng 13-14kg. Mai Thanh Trầm chốt hồng. Rồi bộ nhãn bé 19.000. Chốt giùm em mã nhãn 19.000 12-13kg chốt nhãn. Rồi 55kg đủ về vừa. Ai lấy chốt giùm em nhanh tay. Size S trơn 55kg ha. Sale cho cả nhà 9.000 chốt S trơn. Bộ sâu lưng ở trên nó áo mắc tiền đúng không bé? 55kg đổ về là vừa quần, còn áo là 60-65kg vừa. Áo 25.000 quần 20.000. S trơn Nguyễn Tuyền. Cái quần đầu tiên là cái quần nào đó chị ơi, em không biết. Rồi cái đây nha chị à, đại tổng quản chị chốt mã 19 là mã nào vậy ta? Mã 19 là mã nhện mà, em đâu có chốt cái mã 19 đâu. Nhện cho khủng long con lên số giùm em đi chị. Em không có chốt mã 19 chị ơi. Rồi 25.000 chốt đen giùm em 55kg vừa. Cái đây phơm ôm mặt bao đẹp nha. Ai lấy chốt đen? Ai lấy đen chốt đen giùm em. Lâm Thảo chốt 3 bộ. Lên số đi. Lâm Thảo có số rồi, chốt 3 bộ cho nó đi em. Đó trên giấy nó có ghi đó. Bộ B, bộ đen sâu lưng. Để áo hồng, chuẩn bích kỳ. Quần là cái gì vậy chị? Rồi đây lấy chốt trắng 35.000. Áo đẹp lắm luôn. 35.000 chốt trắng. 35.000 chốt trắng. Quăng xuống cho bé tháo nó bỏ vô. Rồi một cáo ôm 60kg vừa. Khủng long con thấy số à, chị Thị Thuy Kiên Nguyên em thấy. Ok Lâm Thảo có số rồi. Rồi cái đây chốt 35.000 ôm. Đẹp chưa? 35.000 chốt ôm giùm em ạ. Cái mã 55kg vừa. Đẹp lắm luôn. Hàng đây bữa nay làm sale hết mấy chị. Đâu có cái gì gọi là không sale nữa đâu. 35.000 chốt ôm đen. Cái gì em cũng sale hết luôn. Nên là cả nhà bữa nay mà mua hàng như em là thôi, chứ toàn là rẻ và đẹp không à. Rồi mã đây lệch vai 25.000. 25.000 cái lệch vai đây free size. Mấy chị mặc form nó ôm vô mà nó lệch vai ra rất là đẹp luôn ha. Rồi 35.000 chốt giùm em mã lệch vai. 35.000 chốt lệch vai 35. Rồi cái đây chốt em mã trắng. 35.000 tay của nó này. Đẹp chưa cả nhà. 35.000 chốt trắng. Trắng cho hạnh vỏ. Lệch vai dùng đơn chị Bích Nguyễn. Rồi ai lấy chốt em nhanh tay mã đây ạ. À.
trắng trơn 35.000 vải đã ghê. Rồi một cái đầm body 40.000 này hôm cũng dành nhau quá trời. Cái đầm đây free size nha cả nhà, 40.000 chút em đầm body. Ôm 35 chị Vân Nguyễn. Vân Nguyễn có đơn Nguyễn. Vân Nguyễn lên số đi chị, em chưa thấy số của chị Vân Nguyễn trên đây. Vân Nguyễn khác lên số giùm em. Đầm body 40 Nguyễn Tuyền. Vân Nguyễn lên số chị ơi. Rồi một cái áo khoác trơn 35.000 khoác dài phi size. Phi size khoác dài nha chất. 35.000 chốt khoác chị em. 35.000 chốt khoác. Ok Vân Nguyễn thấy số. Rồi một cái áo lệch vai riêu 35.000. Hơi bị điện. 35.000 chốt liền tay lệch vai riêu điện quá mấy chị ơi. Lệch vai riêu giùm em 35.000. Khoác trà mi 35.000 chốt lưới đen phi size nha mấy chị coi. Chất rất đẹp. 35.000 form ôm chốt lưới đen. Trời ơi cái mã này chốt xuất sắc đi cả nhà ơi. Sọc đẹp quá. 35.000 luôn phi size luôn. Ai lấy chốt em mã này mã xuất sắc. Ai lấy xuất sắc chốt xuất sắc. Ai đang xem livestream chấm bài giùm em. Rồi 35.000 chốt em hồng nu. Hồng nu 35. Rêu cho Văn Huynh 35. Rồi ai lấy chốt em ạ. Hồng nu. Cái đó là chị chốt ở rêu. Còn mái lệch vai là kia. Xuất sắc Thanh Mai Trần. Rồi cái đây chưa 25.000 chút em dấu chấm hỏi. Hơi bị đẹp luôn. Đó đẹp chưa. Phi size luôn chốt chấm hỏi giùm em. Quá đẹp luôn. Phi size chốt chấm hỏi. Rồi ai lấy chốt giùm em nhanh tay. 15.000 chốt mã 1. Mã 1 15.000 60kg. Hỏi cho Lâm Thảo. Đi con lồn nào mà mua đống green bơm vậy ta. Hồng nu cho Thị Thúy Kiều Nguyễn. Thị Thúy Kiều Nguyễn lên số giùm em. 752. Một cho Vân Nguyễn. Thì thấy kêu Nguyên số điện thoại nhiêu vậy chị? 704. Từ từ ạ. À thì thấy Nguyên điện thoại. 752. Số nhiêu? 752. 6752. Thị Thúy kêu quen chị mua hàng nhà em lần nào chưa chị? Mã 1 chốt chưa? Chị Thị Thúy Kiều Nguyễn chị mua hàng nhà em lần nào chưa chị ơi? Rồi một cái quần theo tri ân 15.000 hàng bơm nha. 15.000 nguyên cặp đem trơn hết luôn. Quần đẹp không hàng bơm nè. Coi size gì đây? Size L. 15.000 chốt em L. Bơm mà nguyên một cặp nguyên luôn. 6762 đúng không? Ủa 6762 mà sao trong đây lưu 6752. Trong đây lưu là 67. 6752 nè. Đấy 6752 nè. Trong đây bả cho lại 6762 nè. Bây giờ là số nào đây chị? Số nào đây chị? Bây giờ số nào mới đúng đây? Em thấy nó lạ lạ nè. Cũng có luôn. Chị Hằng đem cái số qua cho ông kiểm tra cái số đó coi bị gì đó. Không nha. Thị Thuy kêu Nguyên.
theo chị Bích Vân Trần. Bây giờ số nào đây chị ơi? Dạ có chị. Là cho Nguyễn Tím. Là hết rồi Nguyễn Tím ơi. Rồi cái quần tay chi ông cho cả nhà 9.000 size L. Ai nói chốt 9.000 L. Đúng rồi, có mua rồi và bây giờ là số đây đúng không? Xem thấy trên hệ thống luôn, chị là 6752. Bây giờ luôn là 6762 đúng không chị ơi? 6762 á. Ok Lâm Thảo. Rồi một cáo đen, ai lấy chốt đen giùm em. Trên 19.000 hàng bơm nè. Nam nữ mặc được 70kg, chốt giùm em bơm đen. Con này nó điên hay sao, nó bơm một cục hàng toàn quần jean không à. Cả này ship lồi lồn luôn. 9 lời cho Xuân Nguyễn Thị Thanh. Rồi cái quần nó bị mất một hộp nút nha. Trên cho cả nhà 15.000 size L. Ai lấy chốt L mất nút giùm em. L mất nút giùm em nha. Đen cho Bích Vân Trần. Rồi cái đây chốt giùm em nhanh tay. 15.000 size L. Chốt giùm em mã 1. L mất nút Nguyễn Tuyền. L chốt mã 1. Rồi 15.000 60kg chốt giùm em mít kỳ đen. 15.000 60kg chốt em mít kỳ đen. Rồi một cái lưới trơn 19.000 nam nữ mặc được nha. Ai lấy chốt giùm em mặc lưới đen. 19.000 nam nữ mặc được chốt lưới đen giùm em. Quần này hàng đẹp không á chứ. Rồi một cái quần size đại 19.000 60kg vừa lật like chốt em size đại. Bơm đen hết nãy giờ rồi chị. Rồi cái đây chốt giùm em nè. Rồi cái đây 3X luôn. 19.000 chốt em 3X đi. Chứ quần này quá đẹp luôn mấy chị nọ. Mà nhìn cái khóa không mà thấy ha. 19.000 chốt 3X mã 115 cho chị Thị Thúy Kiêu Nguyên. Rốt cuộc lấy cái số đấy hả? Lấy cái số 62 đấy. Ý là giờ anh coi thôi có bị gì không? Ý là bây giờ số được chị Hàng bấm gọi thử cho Hàng gọi cái số được 6252. Do là hệ thống luôn số 52 và bây giờ bà cho số 62. Rồi thì chồng máy cũng 52 nè. Ờ, giờ gọi số nào được đây? Số 52 đi thử đi. Tại 19 cho Bích Vân Trần. Bích kia đen cho Thu Nguyên. 3X cho Trà My. Rồi cái bộ sexy. Ai lấy chốt 15.000. 55kg vừa chốt sexy. Rồi em mà không có bán chị. Rồi một cái quần XL rách. Ai lấy chốt liền tay chân 15.000 XL rách. Mua đồ rẻ bèo như vậy mà đi bơm chi ác nhơn. Rồi 15.000 chốt sexy xanh. 15.000 này chốt sexy xanh. À, 62 hàng chi hệ thống lưu số 52 đọc kêu lộn số đó. Ít lên lời đắt cho Trà My. Rồi cái đây size M. Size 29.000 này. Size 29. 19.000 chốt giùm em quần này size 29. Cho em cái áo màu da ở phía sau áo đen. Ok áo màu da này chốt cho Thu Nguyên này. Bé đứng lên lấy cái áo xuống em. Sexy 15 cho Su Su. Sexy 15 cho khủng long con. Rồi cái đây chốt giùm em này. Một cái XL rách. Ai lấy chốt giùm em mã 1. 19.000. 19.000 chốt mã 1. Rồi cái đây chốt giùm em nhanh tay lụa đỏ đi. Ai lấy lụa đỏ chốt nha. Bé nó khờ quá, nó chậm quá nó này. Rồi ai lấy chốt lụa đỏ giùm em trơn 19.000. 19.000 chốt lụa đỏ. Rồi bộ đùi 25.000. Hàng đây bộ hổng bán 45. Lệch vai trơn 25.000. Chốt giùm em mã đùi. 55kg vừa 25.000 chốt đùi. Lụa đỏ cho Su Su, đùi cho Lâm Thảo.
bị có áo nam nè mấy chị ơi. Tại nó không có ngồi để bỏ đơn được đâu mà. Rồi một cái đầm suông 9.000. Ai lấy chút thì em mã suông 55kg vừa. Suông 9.000 nha. Đùi hết rồi. Áo nam 25.000, 75kg vừa. Áo này chất rất đẹp, chị nào đã mua rồi là biết đó. Mua vài cái gì cho chồng mặc đi làm ha. Rồi áo nam 25.000. Em có 1, 2, 3 4 cái áo nam, 5 cái áo nam. Nam 25.000, có 5 cái. Ai lấy chút nam. Rồi suông 9.000, có được đây 2 cái, 3 cái. Em giờ là cái suông chính này. Cái suông chính là mấy chị mặc rất là mát nha. Chất của nó đã lắm. Chất của nó đã lắm luôn. Chốt suông chính giùm em. Thấy không? Mát kinh khủng. Suông 9.000, chốt suông chính. Ai đang xem live chấm bài giùm em đi mấy chị ơi. Rồi mã gấu nè, ai lấy chốt gấu 60kg đủ về. Ai lấy chốt gấu 15.000. Chị Khánh Hiền, chị không có chia sẻ live stream, không có chốt cái gì cho chị đâu chị nha. Áp dụng chia sẻ nha. Áo nam Văn Huân. Nguyễn Tím, em lấy quần trên đó với áo xanh. Là cái quần nào? Cái quần đang trống hả? Ok nha, ok Nguyễn Tím. Áo xanh 25.000 Mickey. Mặc mấy cái quần vô đi bé ơi. Áo nam cho Ngọc My. Áo nam cho Liến Phạm. Áo nam hai cái Linh Bụi. Ai chưa có số thì lên số giùm em còn không nha. Còn một cái áo nam nữa nha. Ai lấy chút em cái áo nam nữa. Rồi 60kg đó về vừa. 15 chốt gấu đỏ. 15 chốt gấu đỏ. 15 chút gấu đỏ, Mickey đỏ em còn 2 cái, 3 cái gì đây, chị nào lấy chút Mickey đỏ. Đầm suông 9.000, mặt mát lắm. Linh Bùi có số bên chị rồi. Linh Bùi có số rồi. Gấu cho Nguyễn Tím. Rồi ai lấy chút Mickey. 15.000 60kg, mua về mặt đi làm. Hàng em bán lỗ á. Rồi ai lấy gấu đỏ chút gấu đỏ, ai lấy Mickey chút Mickey. Rồi em còn cái mã trắng chữ rồi. Ai lấy chút trắng chữ. Ai lấy trắng chữ, chốt trắng chữ giùm em nha. 60kg bao đi. Mickey Lâm Thảo. Hoàng Ly còn. Rồi ai lấy chốt liền tay. 60kg đi. 15 chốt trắng. Rồi 19.000, ai lấy chốt thì mẹ mặc 60kg đổ về vừa pyjama. Cái đây là hàng lụa Thái nha, ai lấy chốt. Hàng lụa Thái chốt thì mẹ. Trắng chữ nhung trần. Đây là hàng lụa Thái, chị em là lấy chốt thì mẹ nhanh tay 19.000 pyjama xám. 19.000 pyjama xám, nhanh tay để chương chốt còn vài bộ thôi, hàng bom em sale luôn. Pyjama xám. Với lại pyjama xanh. Pyjama kèm màu. Sỉ lụa trên like luôn em ơi. Trời ơi bộ đẹp chưa. 35.000 chốt cúc xanh. 35.000 chốt cúc xanh giùm em cho bé 15kg. 35.000 chốt cúc xanh giùm em bé 15kg. Trời ơi, cái áo đen là đẹp quá, 35.000. Form ôm vô luôn như thế này nha, rất là đẹp. 35.000 chốt giùm em sọc đen 35. 35 sọc đen 35 giùm em. Rồi bộ nhún xanh ngọc 25.000. 55 56kg vừa. Pyjama xanh Hoàng Ly, pyjama xanh cho heo em. Mua hai sản phẩm bên em đi đơn. Ai lấy chốt xanh ngọc giùm em. Bộ nhúng 25.000 chốt xanh ngọc. Ok Kathy Trâm,
nhúng xanh cho Su Su, pyjama xám cho Thu Nguyên. Rồi ai lấy chúc em mặc cô ba, bộ bé cho Lê Trà Uyển Nhi. Rồi ai lấy chúc cô ba giùm em, 25.000 nha, chất lụa 55 kg, chúc cô ba. Rồi mã đây trình lấy chúc vàng giùm em, vàng tri ân 15.000, ở phía dưới là pha màu. Rồi ai lấy chúc em vàng 15, pyjama 60 kg chị không to, vàng 15, cô ba Su Su. Rồi lấy chúc em mã đây là mã hồng, 35.000, free size một cái laptop, chất rất đẹp, 35.000, chúc giùm em hồng sen, hồng sen xanh ngọc hết rồi, vàng cho Bích Vân Trần. Rồi cái bộ đây chúc em mã đuổi dương 25.000, đẹp chưa, 12 kg, 25.000, chốt đuổi cam hồng cho Nguyễn Thiết Nguyễn. Quần váo đen size dịu anh. Rồi cái đây chốt giùm em à, mã lệch vai. Đây mặc vô nó căng cái tay lệch vai ra rất là đẹp đấy chị nha. Rồi 35.000, chất rất là mát, đúng mặc vô mát đã luôn. Rồi 35.000 chốt giùm em nhanh tay mã hở vai, 35.000 chốt hở vai, hở vai 35.000. Mã trắng chữ chốt cho Dung Trần, size 29 chị ơi. Rồi một cái đỏ lệch vai. Bà Trang Nhung ở đây coi mà không mua gì hết hả? Coi mà không mua đây bà. Tay le phi sai. Hở vai cho Hà Thu, Hà Thu có đơn lộ thêm. Rồi ai lái chốt giùm em này, mã đỏ giùm em 35.000. Rồi một cái áo nhúng 25.000, 55 kg, cái đây nhúng mấy chị coi chất coi giãn đã lắm luôn. Ai lấy chút em nhúng xanh 20.000. Rồi 15.000, 55 kg, vừa chốt thì em mã lụa tím. Cái đây là hàng bơm mới còn, cái thịt sự là không còn ở hàng đây luôn. Rồi ai lấy chút em mã lụa tím, lụa tím, lụa tím. Ai cáo đẹp quá, 35.000. Lụa cho Nguyễn Thiết Nguyễn, tay le đỏ cho Lan Vo, 55 kg đó về vừa. 35.000 chốt lưới hồng 55 kg nha, 35.000 chốt lưới hồng 55 kg, chốt lưới hồng. Rồi một cáo kiểu 25.000, mã đây phi size. Ai lấy chút giùm em mã kiểu, lụa tím hết rồi. Ai lấy kiểu chốt kiểu 25.000, kiểu 25. Rồi có bút ngực 25.000 chốt giùm em ạ, à, đỏ. Có bút ngực 55 kg nha. Hồi nãy có cái trắng, bây giờ có cái đỏ. 25.000 chốt đỏ. Lưới hồng cho Mỹ Dung, kiểu cho Thu Nguyên. Rồi một cái quần đùi size XL, trơn 15.000, chốt XL. Trơn 15.000, chốt XL. Rồi em trơn một ít quần này em sẽ đọc mã nha, đọc giá và đọc mã, kiểu hết rồi. Quần ngố mờ hả? Cái quần này size gì vậy? Cái quần nó size to lắm em ơi, không phải là mờ đâu. Rồi em xem cái quần đây, ok ngố cho cậu. Rồi ai lấy chốt 9.000 size mờ, ai lấy chốt thì em mã 1, ngố trên đây. XL cho bếp Úc, XL là đây, cái đây. Rồi cái đây chốt thì em ạ, size mờ 19.000, chốt thì em mã 2, cái quần đẹp ghê. 19 chốt mã 2, cái đó mã 1, cái đây mã 2. Cái đó 9.000, cái đây 19.000. Su Su ơi, em xài cái số điện thoại nào em? Hả? Hồi đợt trước cái Su Su đây là gọi điện chút lâu không nghe máy, xong ông cho mua lại, là đợt sau gọi nó thuê bao. Rồi bữa nay vô mua tiếp, lấy đơn của nó ra luôn đi, lưu vô trong đây luôn đi, chứ để nữa chút đơn là nhức đầu lắm, không có thể nào mà ngồi mà gọi hoài cho mấy chị luôn.
Trời, em muốn nhân viên để làm là nó gọi điện chúng đâu, nhưng mấy chị xong công việc em còn lái ship, chứ không phải là em thuê tụi nó ngày mấy trăm ngàn để mà gọi điện cho một mình của chị không nha. Không phải là một mình của chị không. Gọi gì mà xài điện thoại gì gọi không nghe máy, xài điện thoại gọi thuê bao. Đặt hàng người khác đã đời gọi thuê bao gọi không nghe máy. Quá cha bơm hàng. Mã 2 cho Thu Nguyên. XL còn không? Còn. Còn mã 1 9.000 cho Nguyễn Tím. Rồi cái quần size 30 15.000 chốt mã 3. Rồi một cái quần size 29 19.000 chốt giùm em mã 4. Rồi một cái quần đây ha, bao đẹp luôn, chốt giùm em mã 15. Không, đừng chốt mã 15, mã 15 mất công mấy bà đó 15.000 nữa bọn đó. Rồi 19.000 chốt giùm em mã 53. 19.000 cái đây chốt mã 53. Chốt mã 15 mấy bà đó 15.000 nữa. Rồi. Cái quần này size S 19.000. Chốt giùm em size S, ở sau nó có cái thun nè mấy chị đẹp. Rồi size S giùm em, theo em lên số. Theo em lên số đi chị. Mua hàng mấy chị ơi lên số điện thoại nha. Mã 4 cho Hoàng đi. S19 cho Nguyễn Tuyền. À, còn mã gì đấy? Còn mẹ ba 53 với mẹ 30 mẹ ba. 53 Hoàng đi. Rồi 60kg đổ về vừa 25.000 chút em ngố xám. 25.000. 65kg chút ngố xám. Áo nam. Quần áo hồng xem mời xem gì quá. Hả? Rồi cái đây chốt giùm em ạ. À. Ngố xám Nguyễn Tùy. Ai lấy chốt nhanh tay lại chân đát. 19.000 chốt đát. Nam nữ mặc được. Xe S 19 chốt rồi. Trời ơi cái bộ bé nhỏ dễ thương quá đâu mà bơm nên là mấy bà. 25.000. Xe S L. 25.000 chốt giùm em mã bé 13kg. Theo em thấy số mua thêm món nữa giùm chị em. Ai đấy chốt em mã bé 13kg. Ngố xám hết rồi. Rồi một cáo YouTube 60kg vừa 9.000 chốt YouTube. Một cáo gấu trắng. Trần Minh mua gì mà lên số về em ơi. Thu Nguyên chốt bé 25.000. Rồi ai lấy chốt gấu vàng 60kg 15.000. Ai lấy gấu vàng chốt gấu vàng. Rồi một cái quần Alibaba cho bé đẹp chưa? Sale cả nhà 15.000. 15kg chốt giùm em quần bé. Cái quần nó hơi bị đẹp đó. YouTube cho khủng long con. Rồi một cái đầm cho bé 25.000, 25kg. Đát cho Mia Mia. Có đát không? Rồi lấy chốt giùm em nè. 25kg, 25.000 chút đầm hồng bé. 60 là gì chị Dung Trâm? Bốn mươi chín kg vừa nha Quyên Huynh. Rồi lấy chút em Mickey vàng. Trên 25.000 pyjama lụa. Pyjama lụa form đây 55kg nhé. Chốt Mickey vàng cho em. Hàng bơm. Quần bé cho Văn Huynh 15.000. Rồi ai lấy chút thì em nhanh tay lại chân. 65kg vừa 25.000 chốt thì em ạ. À. Ngố đỏ. Để em một cái quần đen cho một cái quần trên cáo đen. À cho Nguyên Khuân. Quần 9.000 chị Dung Trâm. Bắt đầu. Đó là 15 rồi. Vậy là hết rồi chị Dung Trâm ơi. Ngố đỏ cho Nguyễn Tuyền. Đầm hồng bé cho Thanh Hà Nguyên. Rồi cái đây chốt giùm em nhanh tay ha. 25.000 chốt giùm em mã đây là mã nu. 60-65kg chốt nu. Mít kia lụa cho cậu. Cố đỏ hết rồi.
ra một cái chân váy bé tri ân 10.000 phi size tầm khoảng 25 kg về vừa chốt giùm em chân váy bi. Chân váy bi rồi, đẹp chưa? Một cái đầm trắng bé em tri ân cho cả nhà ha, 20.000 13 kg chốt đầm trắng bé. Rồi một cáo hở vai tri ân cho cả nhà luôn, hàng bơm á mấy chị, mua đồ cho con mà đi bơm như vậy đẹp lắm luôn ha. 20.000 15-16 kg chốt áo xanh, chân váy bi Lê Trà Nguyễn Nhi. Rồi cái đây chốt giùm em ạ, bố hồng cho cậu. Rồi 15.000 60 kg chốt áo đen. Quần với áo hồng áo đỏ size bao nhiêu? Nãy mới coi cái áo hồng XL chị. Áo hồng XL. Áo đen Thu Nguyên. Hai cái XL luôn, 55 kg về vừa. Áo xanh cho Văn Huynh. Áo đen còn cho Lê Tuyết lên số. Lê Tuyết lên số. Tụi nó ngồi đừng có sóc, sóc lên sóc xuống một hồi là nó rớt hết ra. Áo đen Phương Quỳnh, áo đen Thu Nguyên. Áo đen Tham Hồ. Lê Tuyết thấy số. Rồi cái đây chốt giùm em 60 65 kg vừa. 35.000 chốt khung lạnh tím. Thấy rồi chị Hằng ơi. Rồi cái đây chốt giùm em 15.000 60 kg chốt giùm em Lucica. Áo này áo nam mặc tên gì chị? YouTube nè, 9.000 còn nè. Tầm trắng bé còn không chị? Còn. Tầm trắng bé cho Nguyên Huynh. Đây 60 kg nè, 9.000 chốt YouTube. YouTube đây còn được đâu, ri nè, ai lấy chốt liền đi cả nhà ơi, hết luôn. Còn ri YouTube Lâm Thảo. YouTube Thu Nguyên. Cam Lê Tuyết. YouTube Nhung Trân. Rồi ai lấy chốt giùm em nhanh tay áo nam 25.000 bao đẹp cho mấy chị luôn. Ai lấy chốt áo nam 75-80 kg vừa. Áo đen cho Thùy Nguyên. YouTube Bích Vân Trần. Rồi ai lấy sọc chốt sọc tri ân 9.000 phi size. Chia sẻ livestream mới chốt được nha, có hai cái thôi. YouTube cho chị Bích Nguyễn. Áo nam 25 chị Dung Trân. YouTube chị Vân Nguyễn. Sọc chị Thu Nguyên. Hết hết chị Vân nha. Còn rồi ai lái chốt thì em nhanh tay trắng 15.000 60 kg chốt trắng. 60 kg 15.000 chốt trắng. Còn cái cho heo em. Rồi bộ đai tri ân 15.000 55 kg vừa chốt sexy. Sọc còn cái nào không? Sọc cho Mia Mia. Màu tím 25 cho Thị Tội Nguyễn. Áo bé trơn 19.000 25 kg còn hai cái. Áo đẹp lắm. Ai lấy chốt áo vàng? Ai lấy chốt áo vàng? Một cái laptop sọc nâu. Ai lấy chốt giùm em? Vừa bán vừa tặng 25.000 chốt sọc nâu. Không vừa chị ơi.
55kg vừa 25.000 sọc nâu. Sexy 15 em có 2 bộ. Mở cái này không? Thúy kêu nguyên em thấy áo bé chứ đồng thì Thúy Oanh. Rồi sexy 15 ngày em có 2 bộ. Ai lấy chút sexy. Áo bé cho Thanh Hà Nguyên. Cà mai tôi thấy nha. Rồi áo nam 75kg cũng vừa nam nữ mặc được nha. Ai lấy chút thì em mã vàng. Riêng 25 ngàn chút vàng. Sọc nâu lan ngô. Lan ngô lên số giùm em. Taxi cho thị Thuy kêu nguyên. Rồi cái đây chốt hoa hồng giùm em. 15.000 55kg chốt hoa hồng. Rồi 15.000 60kg chốt giùm em mã gấu trắng. Rồi cái đây chốt thì em 35.000 sọc hồng thì cái đây mặc lên đẹp. Lan ngô lên số đi chị. Con bé nó ngồi mà nó không biết lựa tên rồi nó cũng không có biết, nó không nhớ gì hết, tôi không hiểu luôn. Đơn giản cứ lựa tên giống nhau chồng chồng đó tắt riêng ra mà nó không hiểu. Tôi nói nó không hiểu. Taxi cho Lan Ngô, gấu trắng cho Linh Bùi, sọc hồng cho Thu Nguyên. Sọc hồng đây. Em còn taxi hồng là hoa hồng, ai lấy chốt. Rồi cái mã đây 19.000 chốt thì em nhanh tay 55kg vừa. 19.000 chốt lá. 55kg vừa 19.000 chốt lá. Rồi ai lấy chút em mã trắng nè cả nhà. Mã trắng. Em chân 19.000 phi size. Cái đây lưới phi size có thể mặc kèm với áo bra bên trong thôi. Lan ngô với lại kim chi là chung một chỗ. Mình cứ phiếu ra để nó hồi nhớ. Rồi một cái lệch vai chân 25.000. 55kg vừa chút lệch vai. 25.000 nha, bao đẹp luôn. 55kg vừa chút lệch vai. Lệch vai lên như em có hai cái nè. 25.000 là em vừa bán của Tri Ân luôn. Trắng 19 với Bích Vân Trần. Ha cả nhà. Lệch vai 25.000 có 2 cái chút liền. Mã nó mặc lên được lắm. Rồi ai lấy rêu chốt rêu. Rêu đẹp chưa cả nhà. Lá Lan Vo. Lệch vai Thu Nguyên. Lệch vai đây. Lấy 19 rồi. Cái màu vàng cho chị Thị Tội Nguyễn. Lá 19. Rồi ai lấy chốt này. Ai lấy rêu chốt rêu. 25.000 chốt rêu. Rồi một cáo đen. Ai lấy đen chốt đen giùm em ha. Đen đẹp lắm. Thỏ con em thấy nha. 35.000 free size. Cái mã lên mặt rất sang. Ai lấy chút em đen 35. Rồi 35.000 một cái áo chui. Rêu cho Hoàng Mây 25. Free size một cái áo chui 35.000. Ai lấy chút chui con cái thôi. Chui giùm em. Rồi cái chui trắng nha. Ai đang xem like chấm bài nè mấy chị. Cứ like tầm khoảng chừng à. Hồi nãy like 12 giờ hơn tiếng rưỡi là bắt đầu nó bị tụt view dăng. Người xem em không hiểu nó bị tình trạng gì. Rồi cái trắng ai lấy chốt nhanh tay.
chui trắng. Cái mã này thì tầm khoảng chừng 55 57 kg vừa thôi nha. Rồi lấy chốt chui trắng giùm em. 25.000. 25.000 chốt chui trắng. Rồi một cái đai ha, phi phai chất mát 19.000. Chốt em mã này dài tay. 19.000 chốt mã dài tay. Áo chui tham hồ. Chui 35. Rồi cái đây chốt giùm em nam nữ mặc được, 70 kg vừa, nó hơi dơn xí thôi. Dơn 15.000 nha, ai lấy chốt em mã dơn. 15.000 chốt dơn. Rồi một cái áo nam nữ mặc được bao điện, mấy cái mã đang hot hot. 35.000 chốt giùm em mã suông. Dài tay Nguyễn Tuyền. 35.000 chốt giùm em mã suông 35. Ai lấy suông chốt suông. Dơ cho Bích Vân Trần. Mã trơn cho Thu Nguyên. Cái này bị dơ nha, em trơn 5.000. Ai lấy chốt giùm em mặc dơ nhiều. Trơn 5.000 chốt dơ nhiều. Suông 35 Bích Vân Trần. Ok Thu Nguyên đợi xíu chị. Rồi cái đây bị dơ nha. Trơn 15.000. Cái đây mặc mát lắm. 75 kg vừa chốt thì em mặc dơ nam. Dơ nam, dơ nam. Ai lấy dơ nam chốt dơ nam. Rồi cái đây chị nào lấy chốt thì em ha. Dài tay nè. Dài tay, dài tay. Trơn 15.000 chốt dài tay nó cũng bị dơ, mấy cái này dơ nhẹ thôi. Em sale hết cho mấy chị luôn. Rồi cái đây chốt búp bê đi cả nhà ơi. Dơ nam cho chị Thi Thuy Kiêu Nguyên. Rồi 20.000 chốt búp bê. 20.000 chốt búp bê. Rồi một cáo chui bị dơ. Sale 5.000 chốt thì em ạ. Mã chui dơ. Dài tay còn không em? Dài tay cho Nguyễn Tuyền. Không, cái mã đừng bán, chui dơ nó bỏ lên rồi lâu ấy. Cái mã chui dơ nó bỏ bên kia. Nó bị ấy rồi. À, biết đâu. Rồi thử đi. Chui đó không được đâu cô Thiên Nguyên ơi, bỏ ra đi. Còn mã dơ 5.000 là chốt chưa? Dơ 5.000. Chốt với chị Đồng Thị Thúy Quanh. Rồi cái mã đây chốt giùm em ạ. 20.000 chốt giùm em mã 1. Nam nữ mặc được 70 kg vừa. 20.000 chốt 1. Búp bê chốt ai chưa? Búp bê chốt chị Tham Hồ. Rồi cái đây chốt giùm em nhanh tay mã giấu quần. 25.000 75 kg vừa. Mã đẹp lắm mấy chị. Chỉ việc mua về mặc thôi chứ đừng có do dự suy nghĩ luôn. Em nói thiệt sự ở đây ha. Đây. Áo đen nào em ơi. Áo đen ở trên 15.000 với điều kiện chia sẻ livestream nha. Rồi ai lấy chốt em nhanh tay 25.000. 25.000 chốt em mã 1 đi. Mã 1 em có 2 cái. Ai lấy chốt mã 1 hay lắm. Rồi ai lấy chốt em gu xì hồng. 75 kg vừa. 25 mã 1 Bích Vân Trần. Mã dấu quần 25 mã 1 cho chị Linh Mùi. Và ai lấy chốt gu xì. Gu xì 25.000. Và ai lấy chốt Mickey đỏ giùm em. 25.000 75 kg vừa. Cái đây là hàng em sale hết mấy chị nha. 25.000 75 kg chốt Mickey đỏ. Chị Thị Tội Nguyễn ơi, chị chốt cái gì vậy chị? Mickey đỏ em có 1 ly. Cái đây là hàng Thái nha. Mấy chị nào to con mặt mặt ok lắm cho nên là cứ việc chốt. Thấy một bì ngồi ở đây. Mickey đỏ, gu xì còn không? Còn. Gu xì cho Thị Thuy Kiêu Nguyên.
kia đỡ cho Bảo thôi. Thu Nguyên sao gọi không được vậy? Chị Thu Nguyên ơi, điện thoại chị bị gì mà gọi không được chị? Gọi không được bên em không chốt thôi nha. Biết kia đỡ tràm đi. Bên em không có bán quần xì chị ơi. Biết kia đỡ cho Lan Ngô 75 ký đổ về chút em biết kia đỏ. Mít kia đỏ cho chị. Kia lâu. Linh buộc có mít kia đỏ chưa? Vui ạ. Ok nha Bảo Thời. Rồi, bán đây chị lại lấy chút xanh ngọc giùm em. Tôi hỏi thử đúng nó rồi không mà, đúng số lẻ đây mà. Rồi xanh ngọc giùm em 35 ngàn, 60-65 ký vừa. Rồi lấy đen, chốt đen giùm em này cả. 35 ngàn, có cái viền nữa, rất là dễ thương. 35 ngàn, chốt giùm em nhanh tay viền đen. 35 ngàn, viền đen. Rồi một cái khoác học 35 ngàn luôn. Trời ơi cái khoác lưới thiệt quá. 35 ngàn khoác hồng giùm em. 35 ngàn chúc em khoác hồng. Bà nào á? Chị Thu Nguyên hay chị Khỏe hả? Rồi 35 ngàn chúc giùm em sọc đỏ. Cái này đẹp quá mấy bà ơi. Ai bơm cái đây không biết luôn á trời. Không thấy comment luôn mấy chị. 35 chốt giùm em sọc đỏ 35. Sọc đỏ 35 giùm em. Rồi cái bộ nhúng. Ai? Chị Nguyễn Tuyền ơi, gọi điện không được vậy chị. Ai lấy chốt em mã cánh tiên 25 ngàn. Cái mã lấy chốt von đẹp. Von đẹp 25 ngàn chốt cánh tiên 55 ký vừa. Ôi một cáo Quảng Châu. Bông nhí 55 ký vừa nha cả nhà. Áo bông đẹp lắm, hàng xịn giùm em luôn. Ai lấy chút giùm em bông xanh 25 ngàn chút bông xanh. Chết đi hết thấy comment rồi. Cứ tới giờ vậy á. Dịu luôn á mấy gái. Tới giờ không được nha. Tới giờ là nó mát vậy á. Nguyễn Tuyền gọi không được gì gái. Gái Tuyền ơi gọi không được gì gái Tuyền. Ai đang xem livestream chấm bài giùm em đi mấy chị ơi. Nãy giờ ra 20 mẫu rồi mà không thấy một cái comment nào lên luôn. Tổ nản luôn. Rồi ai lấy chốt giùm em nhanh tay mà ở đây ạ. 35 ngàn chốt giùm em đùi đỏ cho bé 20 ký. Đùi đỏ cho bé 20 ký. Rồi ai lấy khoác trắng chốt giùm em khoác trắng. Ai lấy khoác trắng chốt giùm em. Khoác trắng 25 ngàn phi sai chốt khoác trắng. Rồi 35 ngàn chốt khoác xanh. Ồ cái khoác xanh này đẹp quá. Phi sai 35 ngàn chốt khoác xanh. Khoác trắng mi xuân. Rồi áo hoa treo 15 ngàn. 55 ký chốt áo hoa. Khoác xanh lên 10. Rồi áo bé 5 ngàn. 10 ký chốt áo bé. Rồi một cái áo đen 35 ngàn phi size. Đùi đỏ cho Thanh Mai Trọc 35 ngàn tay cánh dơi. Phi size nha. Ai lấy chốt thì em áo đen, áo đẹp lắm. Ai lấy áo đen chốt áo đen. Rồi một cái áo có mút ngực nha mấy gái. Áo có mút ngực. Ai lấy chút giùm em nhanh tay. Đẹp lắm luôn. 25 ngàn
55kg chốt cho em áo mút. Tắt ớt đi mấy chị, đúng 2 giờ like lại nha. 2 giờ lên lại.